Ban tổ chức chúng tôi xin giới thiệu keo vật thứ hai của nhà hồn chính hội như sau. Ông Đô Phạm Thị Thu Khố Đỏ, Bắc Ninh là nhất thắng. Và ông Đô Trần Văn Sơn, Sơn Mờ Đá Xa, tiếp tục theo là Cố Thanh, trọng tài điều khiển Nguyễn Ngọc Quỳnh. Hai ông Đô nghe mình chống xe đà. Chúng tôi xin công bố keo vật thứ hai của đèo thứ nhất như sau. Sau 3 hiệp thi đấu, Đô Trần Văn Sơn của Bắc Giang rất tự tin và đánh các miếng rất đẹp. Nhưng Đô Phạm Thị Thu Bắc Ninh với niềm tự tin và chắc chắn đã nhấc nổi toàn bộ thân người Đô Trần Văn Sơn Bắc Giang lên khỏi mặt đất 30 tháng 4. Như vậy, giải nhất đã toàn thắng thuộc về Sơn Bắc Ninh. Đô Phạm Thị Thu, nhà một, đề nghị đồng bào chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin kính mời cụ Nguyễn